Nắng nóng gay gắt và kéo dài khiến tình hình xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long diễn biến phức tạp. Với công nghệ 4.0, các hệ thống quan trắc nước mặn đang hỗ trợ ngành nông nghiệp và bà con vùng đồng bằng sông Cửu Long ứng phó ra sao với điều kiện khắc nghiệt này của thời tiết? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 19 tháng 5 năm 2024. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.